coi việc ma chay đi. Tại sao ngã ngửa ra chứ? Mau đi bệnh viện cứu cấp đi, còn chém nữa. Ê, ráng thêm vậy à, không có thưởng đâu. Em bị vậy sao rồi á? Chưa đâu, ngồi yên đi. Chỗ này có nhiều người mặc áo đen, mày qua bệnh giải quyết vụ này đi. Không biết tại sao hôm nay tôi đánh người ta không có đau. Thiệt hả? Vậy tính sao? Hay là nổi lên đi. Được rồi. Chết đi. Cái thằng này để tôi được rồi, mấy anh đi kiếm khác đi. Được. Chết đi. Ê, ông là ai vậy? Tôi quay vậy? Dĩ nhiên anh không quen tôi rồi, tôi cao cấp hơn anh mà. Em hiểu. Anh hiểu cái gì? Chồng biết nè, sang tiền Minh Việt Quang, nghị thị địa phía xương. Tiếp theo là gì? Ai là không biết chứ, đè đầu tư có hưởng. Wrong, London Bridge, Fallendau. Hả? Chết mày. Tay quần áo là hết chuyện rồi mà ha. May là nội chạy rất là mau. Sao từ đầu mình không làm vậy chứ ha? Hay à, bây giờ tới phiên tụi màu đỏ lấy le rồi đó ha. Chưa chắc có chuyện gì đâu. Có kế hả? Tụi mình đừng có làm ồn, cứ từ từ đi, họ không để ý gì đâu. Tụi mình đang mặc đồ đen đó. Nếu mà mày không nói làm sao tụi đó biết được? Thì hả? Mau chém tụi nó đi. Chạy. Đã ngu à? Té ra là càng có nhiều người đánh càng mạnh. Không lẽ đây là võ nghệ Cách Sơn đã ngu đã thất truyền lâu rồi? Tất cả tản ra! Sao ông đứng gần dày cặp đi? Cái thằng mất dịch này muốn chạy đâu? Cho mày chạy đi hả? Chạy đi. Ê, đại ca. Đại ca. Ủa, chín người lận, lần này mày chịu gì nổi? Hả? Vậy là không bay tới cuối đường à? Thất bại quá đi. Đại ca, tụi tôi ra đây. Lôi Lê Hổ đâu? Dạ, anh đã chết rồi. Nằm ở đằng kia kìa. Nó bị ai giết chết? Dạ, tôi không biết mà. Ông Ninh, Lôi Lê Hổ đã chết rồi. Tại sao chết? Nghe nói là bị anh kia đánh một mình là chết ngay.